đấng Pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lăng chúng bốn loài quy trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, không mà cùng cần. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, thọ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hồi thường Phật Bồ đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ thân toàn thế hiện tiền, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu,
diệu pháp liên hoa phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn lung bây giờ ngài vô tăng ấy bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bày vai hữu chấm tay hướng phật mà bằng rằng thế tôn ngài quán thế phần bảo ngài vô tận ý bồ tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe quán thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quán thế âm bồ tát từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặt giải thoát nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đằng do vì xưng ngoài thần của bồ tát này vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu bồ tát liền đặng đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ân chúng sanh vì tìm can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phấn chân châu nên vào trong biển lớn và sự do bao thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là đó nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời những người đó đều đang khoa khoai đang quỷ là sám do nhân duyên đó mà tên là quán thế âm nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu quán thế thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người nghe người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể mắng dữ mà nhìn người uống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội hoặc không tội không cần tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên có mong vì thương chúa dân đoàn người buôn đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sành can ông phải nên một lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh nếu can ông xưng danh hiệu ngài thời sẽ đặng thoát khỏi nơi oán tật này đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y quán thế âm đại bồ tát có sức ngoài tầm rộng lớn như thế nếu có
có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thừa cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những chứng ngoại tầng rộng lớn nhiều sự nơi in như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phương đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái mẹ sanh con gái cô tướng xinh đẹp trước ra trong cội buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý hiệu có người tỏ trì danh từ của 62 ân hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm của phan y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chẳng vô tận ấy thưa Bạch Thế Tôn, rằng nhiều phần dài. Nếu lại có người tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng không khá trong trăm nghìn muôn ngân kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương thân lời ấn như thế, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác, đàn đồ qua Bồ Tát liền hiện thân duyên giác. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn, đàn đồ qua Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương, đăng đổ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân, đăng đổ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thích. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên, đăng đổ thoa Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn, đăng đổ thoa Bồ Tát liền hiện
thân tiểu vương đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tiểu vương về đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân trương gia về đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân cư sĩ về nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng kim cang đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận ni quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng cá thân hình vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế vì vậy ca phải mong lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa sanh hãy ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô úy ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần đằng Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này khi ấy Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này bây giờ phẩm bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng thứ chúng cùng trời rồng và cho càng tham bà tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân chuỗi ngầm đó chia làm hai phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo
Vô tầng y quán thế âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tầng y Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng thế tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kia phần tử nhớ duyên gì tên là quán thế âm đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ đạt vô tầng ông nghe hành quán âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thắng tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn do sân niềm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sân trong mọi chẳng chìm đắm ngập ở chốn tu di bị người sâu rơi xuống do sân niệm quán âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ được ra xuống núi kim cang do sân niệm quán âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp quán tận vây đều cầm nhau làm hại do sân niệm quán âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chết do sân niệm quán âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do sân niệm quán âm tháo ra đàn hoa khói nguyện rủa các cuốn độc muôn hại đến thân đó do sân niệm quán âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gặp la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do sân niệm quán âm liền đều không dám hại hoàng thu giữ anh buông nhọn đáng sợ do sân niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do sân niệm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da khói mưa lớn do sân niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tâm quán âm xưng chi diệu hay cơ khổ thế gian đầy đủ thương thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bệnh chán cô lần đều kiến dân anh chân quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phụng tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân chẳng sẽ tận do sân niệm quan âm cửa oán đèo lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ
lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường, cho nên phải đành lệ. Bây giờ ai trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền chứng thần không, nay thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều quan tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn Viên Án Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Hán Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Quán Âm Như Lai.
Bồ Tát Nam Mô Đại
trong ngần chẳng bớn mây trần nào là bốn thánh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng quan thanh phàm vần tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng có bài đỉnh đan hàng bồ tát danh quang tự tại khi tham thiền bồ ngài đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tâm cả không chi khổ ách trong thực tâm hiền cảnh sắc ra sẵn không chung ở một nhà không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không ấy sắc tương cùng đồng không tương không tương y như tường sẵn kia thọ tưởng hành thân phân chia cùng lại như vậy tông về chân không tòa sẵn tương nhân ông tạm đó can pham kia tưởng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng than cơ ấy lên cõi trên không giới thế nào là vô ngại thường chân vốn không chẳng có sáu trần cũng không thấy đồng không mà không nhãn giới bi hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang xuống đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tứ đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tăng cả nhân pháp kia đều xả nhị không vâng lòng khi huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi cũng bố tân xa lìa mộng tưởng đạo điên tâm không rộn lão tu duyên niên bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bát nhã đa bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chúa tôi thường oai linh ấy chúa bồ đẳng thịnh thịnh oai thần trừ tăng cá nguyên nhân cản khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng ấy Bà Tây
và na ni na ca lê ta ba nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha a di đi đô ba thì a di đi đa tấn nam ba thì a di đi đa thì ca lan đề a di đi đa thì ca lan đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô a di đà bà ya tha ya đa ya đa điện ya tha di đi đô ba thì a di đi đa tấn nam ba thì a di đi đa thì ca lan đế a di đi đa thì ca nam đa ya di đi ya ya na chi na ca lê ta ba đừng quán âm ngoài thần lòng lòng má khắp thế gian đều rộng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền giàu trọng bệnh liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thân ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn một nhà đường vào cánh phong lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trái giới tu hành tại đồng hương tích băng thành Việt Nam một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thành nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bể ngọc chia nhau sớm tối chầu hải bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quán thế âm danh là tự tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiền thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tham biển nam hải núi Võ Đà trù ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phố môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyện thiên ngài oai thần linh hiển không hai
tầm thánh cơ có chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện thân thì nhà tái nơi diệu giác cấm kỳ độ cho. Cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm chân hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng như lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quãng này một lòng ngưỡng mộ câu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen bảo đài vàng, là Di Đà Tho kia rỡ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đề dùng găm con xe chuôi, mở tướng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ tự lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tăng sám hối với bài tố rõ. Đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo ấy, phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng dùng rễ vô minh. Chí phàm phu tử lưng khó thành, cầu đại giác từ bi giả hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ giác giác tha biên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành, vô biên thắng phương giai hồi hướng. Vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, công phán vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu. Vô nguyện tội dương tâm
cửu phẩm liên hoa vi vô màu hoa khai tiên phần hộ vô sanh a bấn thối bồ tát vi mạng lỡ nguyên dị thư công đức phổ cầm cơ nhân thiên a đằng giữ chúng sanh a giai công thành a phật tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường tự quy pháp ai xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng tự quy